Cô nào cũng nói ôi giời ơi luôn. Mày tới đây ba. Bà nội coi cá được bà cô chú. Ừ. Bữa nay con làm con gái Việt Nam đi chợ. Giống như con gái Việt Nam không? Con lông lá nè. Hi, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Cô nào cũng nói ôi giời ơi luôn. Mà hơn cái khúc này nó đẹp đẹp ra đó mướt mướt. Nó mấy củ sao ra nó bự. Đi thịt như củ đậu luôn. Mà nó xấu rồi nó còn bị nứt mấy chiếc động trời không. Cái chim mà nó xấu còn cái này thịt như cái bình hồ lô luôn bà cô chú. Thịt như cái bình hồ lô. Đóng khoai thế hàng luôn nè bà cô chú. Củ nào cũng nói to to bự bự không. Lắm luôn. Hai dòng đào bỏ chung chỗ thành ra nó nhiều vậy đó. Quá siêu tiền rồi, siêu tiền. Siêu tiền nào? Ừ. Có được đẹp không cái này? Cho tay đây, quay cho lại. Cho tay cho đi. Ăn nội là hơi trắng nè. Mà nội là có mấy củ nè. Hơi trắng hơi dài. Dài thường thường. Nào con qua tàu lá là con. Bye bye. Nãy mà lụm mấy cái đẹp vô bao vô trong thùng hết rồi. À, mấy cái xấu vô cho bé heo vô bao nè. Vô bao 10 tệ. 10 tệ là ba mấy ngàn tiền Việt Nam mình. Là 2 kg đến 2 kg mấy. Đi với ruộng vậy không biết ai đổ không đóng bắp. Kế bên nhà em nữa. Chiếc cửa luôn. Ông nói ăn ổi vậy. Chưa rồi Trung Hoa chiêu xong mà ta lừa đây rồi sư gọi cha cho bên hầu xin đó gì vậy con đây rồi cho là khoái ta cho khoái. Xong hết rồi vậy nước với heo cho với heo ăn cái xuống đây cái xong hết bây giờ cha bé heo đang lái xe chở vô củ bự vô nhanh lắm cô chú có mấy củ rồi đầy bao Miễn thiên sao dữ miễn sao mà giờ chính thiên hồi tôi nhỏ phi lắm. Biết ngày mai có mưa không mà trên bầu trời quá trời con chim con gì bay à. Hồi lần đâu có à.
Bà nội coi cá nè bà cô chú. Thôi sao mà bỏ quá trời, nước màu nó đen quá trời đen luôn. Anh thăm mẹ thay cây về, xung cây về. Mấy cái vô trong thùng nè để loại tốt nè, lửa ra để cho người ta mua. Lớn. Không có wifi chứ. Chơi điện thoại không được luôn. Tối quá. Nó không đắt luôn nè. Vậy đó hả? Cúp điện nè, hư cái đường điện này. Cha với heo đang sửa nè. Còn dây điện mà làm mỏng manh coi kìa. Làm mỏng manh hơn Việt Nam mình coi kìa, thấy ghê không? Bởi gì? Rồi chơi đi. Thôi đi chơi đi. Chơi đàng hoàng chuyện té nha. Chơi chỗ mát rồi đừng ra nắng nha. Chuyện là ông bà cái chú ơi, bữa nay con bọn đặt giống như Việt Nam. Vậy con đi đâu? Giờ con đi dạo rồi. Đi chợ. Ông bà cái chú ơi, hai xin dặn bài cái chú đã về nhà để đi kia. Anh biết hay cười hơn chú ta bất. Bữa nay con làm con gái Việt Nam đi chợ. Mong bà cái chú đi với con. Gái Việt Nam đó hả? Dạ. Gái Việt Nam đẹp gái quá vậy? Đẹp gái con the. Con của ai? Con the xanh da đẹp. Con Trừng. Của ai? Con của mẹ nào? Con của mẹ the. Mẹ á. Là mi này mẹ nha. Mẹ thế hử con coi. Hai xin chào ông bà cà chú nha. Bye bye. Đi chợ rồi. Bye bye nha. Đây. Mò anh bà cái chú đi nha. Nè. Bà cái chú ơi, nhìn con giống như con gái Việt Nam không? Con lông bé nè. Bá tôi. Tới chợ ăn bà cô chú ơi. À, hỏi nó mẹ mua cho. Chú quay lại mẹ mua. Chú quay lại mẹ mua cho. Chút rồi lại mẹ mua cho.
Chút quay lại mẹ mua cho. Đi tự thôi, hồi mệt đó. Bữa này vắng quá, vắng. Mấy bữa nay bên Trung Quốc vô mùa thu rồi cô chú ơi. Sáng sớm mà lạnh dữ lắm luôn. Rồi dưới giác chiều á, cỡ 5 giờ ngoài trở lên là lạnh dữ lắm lạnh. Rồi em thấy vậy bữa nay có chợ gần nhà, chợ phiên nè. Rồi em kêu cha bé heo dẫn đi qua bên đây coi kiếm mua cho ông nội cái áo phát. Đằng sáng đi bán phai lan sớm á, nó lạnh dữ lắm luôn. Nước lũ ép. Hôm nay nổi quần màu đỏ gì quá chừng. Nổi quần màu đỏ rồi. Mua cháu có gì cơ biên quy đi. Hồi trước thì em không có biết, nhưng mà từ ngày em qua đây làm dâu tới giờ là đó giờ đồ ông nội với bà nội mặc là em mua không à. Còn không thì ai ở đâu cho đó, ông bà nội lựa lại mặc thôi, chứ em ít thấy ông bà nội đi mua đồ lắm. Có đi mua đồ lót này kia thì có, với đồ giữ nhiệt mùa đông thì có, chứ mà đồ mặc ở ngoài thì không đâu. Mấy ngày nay thấy lạnh là thấy ông nội kiếm mấy cái áo phát nhùi nhùi rồi mất tiêu. Em năm nào cũng mua hết trơn mà nhùi mất tiêu rồi, xong bây giờ bằng 2-3 cái lượt thượt vậy đó. Cho nên em mua kiếm mua cho ông nội cái áo phát mới được. Bà khen con gà bằng đồ. Bằng đồ mất dễ thương. Đã nói dễ thương. Rồi xin mẹ phục chiều hải hồi tuôn. Đi phục lặng lại là bắt đầu bán đồ lạnh lạnh này nè cô chú. Xe xe lạnh nè. Ờ. Tại sao? Mẹ biết rồi. À. Vậy là ăn thịt này đi ha. Ơi, ơi, gái Việt Nam ơi.
cái Việt Nam. Cái Việt Nam đội nó không thấy mặt gì chứ. Trời, cái Việt Nam. Chúng đây làm gì vậy? Ai cũng nhìn cười cho mắc cỡ rồi. Nho này ngon. Nho vườn, nho nhà trồng. Chứ là sao mới mài đây gì? Con này nè, sao mới mài? Cái đàng hoàng có chuyện xe đó. Đây là thuyền quý đó, bộ xứ giang văn ngay bên đâu mà sàn mè. Cái đàng hoàng đó nghe em. Gái Việt Nam gì đi tướng kỵ vậy trời. Cái Việt Nam đi kiểu gì vậy? Đấy, mà đẹp đẹp không à? Nhìn xe đó. Hai chiều hải hai xe không kìa. Đi lấy thang xì hỏi coi. Mẹ nha, quê à. Xưa. Mẹ, lấy xe cậu. Đi siêu đi, siêu đi, hãy sẵn vô nữa vậy. Khắp đây, khắp đây. Thôi, nó con mèo gì. Chú không? À. Tới mùa lê quá chừng lê. Con đi đàng hoàng nha. Quay lại. Cho đi bác cho kìa, xin thề cảm ơn, lên lấy đi. Lấy đi. Nè, cảm ơn. Lấy này đi, thay vô rồi, thay cầu người vô đi. Nè. Cảm ơn. Ủa hoa đèo nè, lần đầu em thấy nè. Tối rồi đó là. Ủa giao chỉ cơ, bố thích tôi vô tua. Đúng rồi. Và chỉ gì xì à? Giao bố thích uống nè lẻ phao, uống nhớ tối rồi kinh nè lẻ khơi. Tối thường nên nè. Không. Chỉ là mà chờ mà thằng nè. Đúng. Rồi, xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin chào tất cả mọi người. 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 Xin chào tất cả
tấu 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 thôi là bỏ hậu tua là mấy mốt ai khen con là con nói cảm ơn nghe không, không có mắc cỡ nghe chưa, có gì đâu mắc cỡ, ta khen mình thì mình nói con cảm ơn. Em mua cho ông nội cái áo khoác trời lạnh tới khen ô ha. Được. Lại mua nước ép lựu thử coi, ta làm sao. Xe đừng đi ra ngoài nha. Đủ rất là đỏ, ngon luôn. Gì con? Sao? Cái gì ông bà cô chú? Đứa ngon lắm. Mày biết à. Ngon lắm ông bà cô chú.果茶那个是10块钱一杯，有4块钱的也。那个。要酸甜的是吗？不是，是吧？对，中间那个吗？买个奶酪，大一点的，奶酪牛。分期收款，四元。关起来。收款十。上工地楼。来，给你装一个。行。放这儿吗？放的。那啥。来木鱼头，摘的高哎，不猛。孩子的爸爸呢？他去帮。多少钱了？21给20。把猪猪喂。为了过个好头，感谢我们个猪的心也很来，祝我们个猪那么有缘，好生平安，安风通用。